Thưa quý vị, nhằm lan tỏa tình yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Áo Xanh của nhóm cắt tóc từ thiện Thành Trừng thường xuyên tổ chức các buổi thăm hỏi, giao lưu và cắt tóc vệ sinh tay chân miễn phí cho các bệnh nhân, người già đeo đường, người khuyết tật tại các địa chỉ nhân đạo như Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đà Nẵng và Mái ấm Tình Thương. Qua đó đã góp phần đem đến niềm vui cho mọi người tại đây. Hoạt động đến nay đã được 26 năm, từ số lượng thành viên ít ỏi, nay nhóm đã có hơn 50 tình nguyện viên, đa số là thợ cắt tóc trẻ nhiệt tình với các hoạt động cộng đồng. Dù cắt tóc miễn phí nhưng các tình nguyện viên luôn chăm chút, tỉ mỉ và chu đáo cho từng khách hàng, đảm bảo ai nấy đều hài lòng với bộ tóc mới. Không chỉ tham gia giúp đỡ cắt tóc cho người khó khăn trên địa bàn thành phố, nhóm còn đến vùng sâu vùng xa giúp đỡ nhiều người bất hạnh. Mình không có tâm niệm gì hết, mình cảm thấy có gì thì mình chia sẻ cho ở đó. Ví dụ có điều kiện thì người thì mình đi cắt tóc kiểu này, người thì có điều kiện họ cho bánh kẹo, quà cáp, còn mình chỉ có công thôi, mình chỉ có tới cắt tóc chia sẻ. Thì mình chỉ có ước mơ thì những người phát tâm nhiều để giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn hơn để cho được cách xí niềm vui chia sẻ đó thôi. Bây giờ mình không biết làm cái gì hơn để giúp đỡ những người khó khăn. Các thành viên trong nhóm rất là vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc, kiểu là mình được giúp đỡ. Cái chuyện thì không có lớn nhưng mà mình thấy rất là nhiều niềm vui đấy với là những bệnh nhân. Sau mỗi buổi cắt tóc, các tình nguyện viên đều dành thời gian để thăm hỏi, trò chuyện với mọi người. Bởi vậy, nhiều năm qua, các bệnh nhân và nhân viên tại các trung tâm điều dưỡng, bảo trợ xã hội đã trở nên thân quen với các thành viên của nhóm. Mỗi khi gặp lại, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi. Nói chung là nhóm chị Thành thì rất là thường xuyên lên để tham gia cái cắt tóc từ thiện và ủng hộ những cái bữa ăn cho bệnh nhân. Thì bản thân anh thì thấy cái hoạt động này rất là ý nghĩa và cũng rất là biết ơn ở chỗ là cái nhóm của chị Thành đã lên giúp đỡ cho những bệnh nhân. Mọi người đều có cách riêng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng với các thành viên thuộc nhóm cắt tóc từ thiện Thành Trần, họ đều có chung một tâm niệm, chỉ cần có người cần, họ sẽ còn cắt tóc miễn phí và tiếp tục chia sẻ tình yêu thương đến với nhiều người khó khăn hơn.